vô nhiễm là phốn lành cao thường những sở hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phốn lành cao thường. Dạ. Chương trình Phật Pháp Hatama trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2019. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay, giáo trình trường Bộ Kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Dạ con xin sám hối, dạ đạo tràng có nghe lại được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ má Nhật Quỳnh có chút vấn đề. Dạ con tri ân sư, con cảm ơn Phong Lan, cảm ơn đạo tràng. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay, giáo trình trường Bộ Kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34, Kinh Thập Thượng Dasuttara Sutta 6.7, sáu pháp khó thể nhập sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha, giá con kính nhân Bích Đinh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biển tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được cát tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành pháp sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh,
Đà Từ Bi, đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Thai Giá, dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng rất là nhiều cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mai Nhật Quỳnh giờ chót thì bị té tới thế luôn. Dạ. Nam Mô Bích Thai Giá, con thành kính đảnh lễ Ngài Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ. Nam Mô Bích Thai Giá, hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2019 Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường mục kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt sẽ được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú con kính dâng mít đến Ngài ạ. À. Tôi xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Quý vị có nghe rõ không? Xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thiên Tăng, lễ Đức Phật. Kính chào Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, hôm nay sáu pháp có thể nhìn. Sáu pháp này mặc dù khó thể nhìn, nhưng mà những pháp đó rất cơ bản cho đem lại cái sự về lạc. Khi mà người ta nói đến tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã, thì người ta cứ nghĩ rằng từ bi hỷ xã ai mà không biết. Ta có thể nói ra ngoài miệng thì rất là dễ, từ bi hỷ xả. Nhưng mà từ bi hỷ xả, những pháp tu tập sẽ xuất ly được cái gì? Và nó có lợi lạc như thế nào? Rồi lại thêm, xuất ly nhất thiết tướng. Em xuất ly mũi tên nghi hoặc, phải tu tập như thế nào? Tức là mạng ngã sở, những xuất ly giới này là sự kiện khó quá gì, khó thông chính, người gọi là khó. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe giảng bài học này qua phần trình bày của Thượng Tọa Pháp Đăng chưa trong ngày hôm nay. Và trước hết xin mời đọc cái kinh kinh rồi sau đó xin cùng tình. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bài học ngày hôm nay, bài 34 Kinh Thập Thượng Tách Xuất Đa Sutara Sutta 6.7, sáu pháp khó thể nhập. Cha thầm mà Bahukara, cha thầm mà Quê, tập cha thầm mà
ba rình ngày và cha thầm ma ba hà tấp ba cha thầm ma ha na pha ghi già cha thầm ma vi xề sắc pha ghi già cha thầm ma đức ba vít cha cha thầm ma ấp ba đề tấp ba cha thầm ma a rình ngày già cha thầm ma sát chi ca tấp ba có sáu pháp có nhiều tác dụng. Có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Và bài Bali hôm nay hơi dài, con xin phép không được đọc, không đọc Bali để mất thời gian của đạo tràng ạ. Con xin đọc phần tiếng Việt. Cảm ơn Không Lan. Bảy là nã. Thế nào là sáu pháp rất khó thể nhập? Sáu sức ly giới. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo như sau: ta đã tu tập bị tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho xuống mạng, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Như vậy tham tâm, như tuy vậy tham tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức,
chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Vu Khổng Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho xuống mạng, làm thành khổ xe, làm thành căn cứ, an trú, cất chứa, và khéo léo tinh cần mà tham tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho xuống mạng, làm thành khổ xe, làm thành căn cứ, an trú, cất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các tướng. Vị ấy cần phải được nói sao? Chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Vu Khổng Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho xuống mạng, làm thành khổ xe, làm thành căn cứ, an trú, cất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho xuống mạng, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. Này các hiền giả, ở đây, lại nữa, ở đây vị tỳ kheo nói như sau: quan điệp, tôi có mặt bị tôi tự cướp, quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Vị ấy cần phải được nói như sau: chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, Vu Khổng Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Quan điểm tôi có mặt bị tôi tự cướp, quan điểm tôi là cái này không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, nghi ngờ, do dự vẫn ám ảnh an trú nơi tôi. Sự kiện không xảy ra như vậy. Này hiền giả, chính nhờ khước từ sự ngạo mạn tôi và mũi tên do dự nghi ngờ được giải thoát, đó là sáu pháp rất khó thể nhập. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn 344. Sáu pháp khó thể nhập. Đức Tí Quyết Cha Thầm Ma, đây là sáu xuất ly giới. Nissa Rani Ya Tha Tu Yo. Một, xuất ly sân hận là từ tâm giải thoát. Nissara Năng Ya Bà Đát Sajadik Đăng Metta Chết Tờ Quy Quýt Tí. Hai, xuất ly não hại là tâm bi giải thoát. Nít sa ra năng vi hề sa gia gia đít đằng ca rút nà chề tờ quy quýt tí. Ba, xuất ly tị hiềm là hỷ tâm giải thoát. Nít sa ra năng a ra tí già gia đít đằng mu ni tà chề tờ vi mút tí. Bốn, xuất ly tham nhiễm là xả tâm giải thoát. Nít sa ra năng ra ga sa gia đi đằng u bét khà chề tờ vi mút tí. Năm,
Xuất ly nhất thiết tướng là vô tướng giải thoát. Nissaranang Sabbanimitta nang Yadidang Animitta Cheto Vimutti. 6. Xuất ly mũi tên nghi hoặc là trừ mạng ngã sở. Nissaranang Vichikitta Kathan Kathasan Lasayadik Asmi Tima Nak Samut Kha Tờ. Sáu sức ly giới này là sáu sự kiện khó quán triệt và khó tu chứng, nên gọi là sáu pháp khó thể nhập. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bạn chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ sư, có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu để con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ sa thú lành thai, con kính nhân bích đến sư. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn đồng viên Nhật Quỳnh. Thì buổi hôm nay mình học sáu pháp, mà sáu pháp khó thể nhập. Mà nói đến khó thể nhập thì chúng ta biết rằng nó phải liên quan đến cái năng lực thiền định. Vì thường thường thì quý vị biết rằng những cái gì mà ở mắt tai mũi lưỡi của chúng ta đối với sắc thinh khí vị đó, nó còn dễ khi mà chúng ta mà tu tập những cái đề mục thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự hiểu biết kiên trì, và chúng ta có một cái sự mong cầu đạt được những cái năng lực, những cái năng lực thiền, năng lực từ cái tâm thiền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở hôm nay thì chúng ta thấy sáu pháp này được Đức Phật ngài nói. Và nếu mà có một cái vị nào mà tu tập, đã nói rằng khéo tu tập, khéo làm cho sung mãn, nhưng mà ngược lại vẫn có những cái tâm sân hận hoặc là những cái tâm não hại, thì người đó nói như vậy thì người đó đã không nói đúng cái lời dạy của Đức Phật. Thường thì chúng ta biết rằng một cái người mà có tâm tu đó, thì cái tâm tu đó được gọi là tâm thiện thọ hỷ hợp trí, để làm việc tu về cái đề mục từ tâm giải thoát. Còn khi mình có những cái tâm bất thiện á, thì chúng ta có những cái tâm sân thì là tâm bất thiện, thì tâm sân và cái tâm thiện á, nó rất là xa. Như là chúng ta ví dụ trong kinh Tăng Chi nói về bờ biển bên này và biển bên kia rất xa, chỗ mặt trời mọc và trời lặn rất xa. Thì thiện và bất thiện rất xa. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói như vậy, rõ ràng là cái bất thiện và thiện nó rất xa. Và nếu một người mà tu tập thiện đó, thì nếu cái tâm có tu tập đó, bởi thường thường chúng ta thấy rằng tâm thiện nó sanh lên, nó phải có tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm kinh thân kinh tâm vô tâm thức thân thức tâm thần tâm chính thân chính tâm. Nó có 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này sanh khởi. Còn khi mà cái tâm sân á, thì nó có sân tật lẫn hối, có nghĩa là chúng ta thấy thì nó khác, cái thuộc tính nó khác, cái thuộc tính thiền, tính niệm, bởi vì chúng ta thấy. Như vậy khi một cái người mà họ nó tu tập từ tâm giải thoát á, mà đã làm cho sung mãn, đã làm thành cổ xe. Sung mãn ở đây thì chúng ta hiểu rằng nó thấm nhuần á. Nó thấm nhuần được ví dụ trong kinh Trung Bộ, mà ví dụ như là một cái bờ hồ được thấm nước, nước nó tràn cái bờ hồ đó, thì chỗ nào trên cái bờ hồ nó cũng được thấm nhuần nước mát hết. Như vậy chúng ta gọi là được làm thành cổ xe, làm thành căn cứ địa, hoặc là chúng ta khéo tu tập làm cho sung mãn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì nó một cái người mà khéo léo tinh cần đó. Tuy vậy mà tâm sân vẫn ngự trị tâm ta. Thật sự thì chúng ta thấy rằng
Nếu một cái người mà họ tu tập, họ khéo tu tập đó, thì từ cái sát na định nó có đến cận định, nó có đến cận định, và nó sẽ có đến kiên cố định. Cận định đó, chúng ta biết rằng nó có nhiều cái tâm thiện liên tục sanh khởi, thì chúng ta gọi là cận định. Còn sát na định đó, là chúng ta gọi là từng một cái sanh khởi đó, thì chúng ta gọi là sát na. Nhưng mà nhiều cái sát na đó chúng ta gọi là cận định, và nhiều cái cận định mà không có gián đoạn đó thì chúng ta gọi là kiên cố định, gọi là đắc thiền. Như vậy thì một cái người mà khi họ tu tập đó, họ có trải qua ba cái giai đoạn như vậy đó, có nghĩa là sát na định, cận định và kiên cố định. Nếu mà người đó trở thành căn thứ địa, có nghĩa là tâm an trú luôn cái đó, thì ít nhất người đó cũng phải cận định và kiên cố định. Mà nếu mà cận định như vậy thì có nhiều cái sát na tâm thiện, thì không để nào mà nói cái tâm sân nó ngự trị trong mình được. Mà nếu trong kinh Trung Bộ chúng ta nghe Đức Phật ngày ví dụ đó, giống như cái chảo vậy đó, đun nóng ngày đêm đó, thì thỉnh thoảng một cái giọt nước nó rớt xuống đó, thì nó tan biến rất là mau. Thì cũng như vậy, nếu một người đó nó có một cái tâm gọi là phóng dật, hay một cái tâm bất thiện đó, hay là gọi là mình nói gọi là tâm sân đi, thì cái tâm sân nó vừa sanh khởi nó cũng tan biến rất là mau. Nó giống như được ví dụ như là một cái chảo đã đun nóng vậy, cái chảo gan mà được đun nóng như vậy, thì một giọt nước đó, nó rớt vô nó tèo, nó tan biến rất mau. Quý vị nào mà chúng ta có nấu nướng đó, thì chúng ta biết cái chảo mà nóng lên, nó một giọt nước mà rớt vô thì nó tan biến rất là mau, được ví dụ ở trong kinh Trung Bộ. Thì như vậy, một cái người mà đã khéo tu tập như vậy á, mà cái tâm sân nó vẫn ngự trị trong mình. Ngự trị là chúng ta hiểu cái từ ngự trị á, là nó tồn tại trong tâm chúng ta rất là lâu, mình gọi là ngự trị đó. Bởi ví dụ chúng ta nói rằng một cái người ngự trị trong tâm mình á, thì cái người đó nghĩa là mình nhớ nhiều trong tâm của mình, gọi là ngự trị trong tâm mình. Còn nếu mà thỉnh thoảng phớt qua thôi thì chúng ta không dùng cái từ ngự trị, mà gọi là thỉnh thoảng, hoặc là chợt có chợt không, như vậy. Chứ còn khi mình ngự trị trong tâm của ta đó, thì mình phải nói rằng cái tâm đó, nó có nhiều cái tâm sân lâu dài. Như vậy thì không thể nào người đó mà mình nói rằng có cái tu tập cái từ tâm được. Khi mình tu tập từ tâm đó, thì cái tâm mình luôn luôn lúc nào mình cũng nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới. Nguyện cho tất cả chúng sanh, những loài hai chân, không chân, loài nhiều chân, những loài mình thấy, không thấy, những loài lớn hay nhỏ, loài bé, những cái loài chưa sanh hay là đã sanh ra rồi. Thì ở trong cái bài kinh Rải Tâm Từ thì chúng ta nghe như vậy thì một cái người mà họ khi mà họ tu tâm từ tâm giải thoát đó, thì họ tu tập mà gọi là họ có cái thời gian tu tập mỗi ngày mà mình tu tập chừng vài ba tiếng đồng hồ thôi, mình đã thấy được cái sức mạnh của cái tâm từ rồi, huống hồ với một cái người mà chuyên tu về cái từ tâm giải thoát. Quý vị, chúng ta chỉ cần tu 1-2 tiếng đồng hồ trong ngày thôi thì chúng ta đã thấy nó có lợi ích rồi. Nên bình thường quý vị thấy trong kinh mô tả là cái người tu tâm từ đó ngủ được ăn vui, thức được ăn vui, những độc tố không có hại được người phi nhân, không có hại được. Có nghĩa là những cái người đó họ khi mà họ tu tập cái từ tâm như vậy đó, nó có một cái mãnh lực. Chúng ta cũng nghe qua cái câu chuyện của nàng Uttara và kỹ nữ Sivima đó. Nàng lúc bây giờ đó muốn cúng dường cho Đức Phật và chứ nên khi mà được cha mình gửi tiền đó thì đã bỏ tiền mướn kỹ nữ Sivima sống với chồng của mình, tự thân đó, nàng Uttara đó, đi xuống bếp lo nấu nướng và lo chỉ vẽ những người làm công việc nấu nướng để cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Thì lúc bấy giờ nàng Sivima đó là một cái người được mướn, được bỏ tiền ra mướn thôi. Nhưng mà lúc bấy giờ do ở trong nhà rồi, cô ta được cái người chồng yêu thương quý trọng, cô ta quên cái thân phận của mình là người được mướn. Rồi cô ta giống như là nghĩ mình như là bà chủ vậy. Và thấy nàng Uttara đó mặt mày lem luốc, cười ghẹo như vậy dưới chồng của mình. Nhưng mà rồi cô ta xuống múc một cái mũ dầu tạt vào nàng Uttara. Nhưng mà nàng Uttara lúc bấy giờ nàng nghĩ rằng cái tâm mà cái người này bỏ ra để lo cho chồng mình đó, để cho mình rảnh rang mà cúng dường cho Đức Phật và chư tăng đó,
cái ân đức đó thật là lớn, cái thiện sự đó thật là to. Mong rằng với cái thiện sự công đức đó, nàng có tạt nước dầu vào nóng mời cho ta đó thì cũng không phải làm bỏng ta. Thật sự là như vậy quý vị. Nàng Uttara chỉ cởi cái tự tâm như vậy thôi, mà nàng Kirima đó múc cái dầu nóng mà tạt vào cũng không có làm không có làm bỏng nàng Uttara được, mà nó y như là nước mà tạt, nó y như nước mà rớt vào người thôi. Nói như vậy thì chúng ta thấy một cái người mà khi họ tu tập cái từ tâm đó, họ khéo tu tập đó, thì họ không có sân tâm, không sân. Hay là chúng ta nghe chính cái niệm hận sự đó, mình nghĩ là người đã làm hại mình, đang làm hại mình, đã làm hại mình, đang làm lợi kẻ thù mình, đã làm lợi kẻ thù mình, sẽ làm lợi kẻ thù mình, và đang làm khổ người thân mình, đã làm khổ người thân mình, sẽ làm khổ người thân mình. Nhưng mà ngược lại, cái người mà suy nghĩ rằng mình nghĩ như vậy được cái lợi ích gì, thì quý vị thấy rằng mình suy nghĩ vậy, mình suy nghĩ ngược lại thôi, mình đã không có tâm sân rồi. Huống hồ như một cái người tu về cái từ tâm giải thoát, mà họ đã chọn cái đề mục từ tâm, họ an trú cái đề mục từ sung mãn thành căn cứ địa, thành cổ xe. Như vậy thì thật sự đó, nên Đức Phật ngày mới nói rằng nếu người nào nói mình tu tập từ tâm như vậy mà mình còn sân tâm ngự trị trong tâm của mình, điều đó không bao giờ xảy ra, không bao giờ xảy ra quý vị. Người đó nói như vậy là không nói đúng lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa là người đó thật sự là cái người chúng ta gọi là cái người tu tập mà không có tu tập nhiều. Chứ còn khi mà chúng ta tu tập mà có cái năng lực đó, được ví dụ trong kinh Trung Bộ mà mình tu tập nhiều cái tâm từ đó. Ví dụ một ngày mình tu tập 1-2 tiếng đồng hồ hoặc là 2-3 tiếng đồng hồ mà mình tu tập đúng cái đề mục từ tâm đó, thì cái tâm từ của mình đó, nó có một cái mãnh lực rất là mạnh. Mình có thể hiểu như là cái chảo được đun nóng vậy đó, thỉnh thoảng một vài giọt nước rớt xuống thì nó tan biến rất là mau, không thể nào nó còn tồn tại lâu dài trong cái tâm người đó. Nên khi mình nói đến cái tâm sân ngự trị lâu dài đó, điều này không bao giờ có đâu quý vị, không bao giờ có. Và chúng ta hiểu rằng cái từ tâm á, là cái tâm thiện việc tu tập, tâm thiện học trí là việc tu tập quý vị. Còn cái thân là tâm bất thiện. Nên á, cái sân tâm và cái từ tâm nó khác nhau. Như là mặt trời mọc, mặt trời lặn, như là bờ biển bên này, bờ biển bên kia, như là trời với đất rất xa, và thiện và bất thiện rất xa, rất xa. Nên chúng ta thấy Đức Phật nói như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng với bi tâm giải thoát cũng vậy. Nếu một người mà tu tập và bi tâm giải thoát trở thành sung mãn, trở thành cổ xe, thành cái nghĩa địa đó, khéo léo, tinh cần đó, nhưng mà hại tâm vẫn ngự trị trong tâm ta. Vị ấy cần được nói như sao, chớ có nói như vậy. Chớ có nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn. Thế Tôn, vu khống Thế Tôn, như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà tu tập bi tâm giải thoát đó, mình có cái lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Thì quý vị biết bi tâm á, là lấy đối tượng là chúng sanh. Bởi vì bi và tùy hỷ á, ở trong vô lượng phần hai, cái sở hữu vô lượng ở trong cái sở hữu tịnh hảo có hai sở hữu, đó là bi và tùy hỷ, lấy đối sanh. Ví dụ mình thấy chúng sanh nó tàn tật, chúng sanh đói khổ, chúng sanh nó luân hồi, chúng sanh đó bị phiền não, chúng sanh đó nhiều cái đau khổ, mình thường tu tập như vậy đó, mình thương chúng sanh như vậy thì mình không thể nào có cái hại tâm được, mình không thể nào mình hại người đó được hết. Nên đó, chúng ta thấy Đức Phật này ngày nói một cái người mà tu tập đó, thật sự có tu tập đó, thì nó rất là khác biệt, nó rất là khác biệt. Quý vị còn nghe không quý vị? Quý vị nghe rõ hả? Quý vị nghe rõ được là tốt rồi. Như vậy thì chúng ta thấy bi tâm là một cái tâm mà không có hại chúng sanh. Mà nếu mình nói rằng một cái người mà tu tập như vậy mà hại tâm vẫn ngự trị trong tâm của mình, thực sự điều đó không có quý vị, không thể nào có được. Không thể nào có như vậy được. Thường thường quý vị trong cái bài kinh Song Tầm, Đức Phật thì cũng dạy cái hận tầm ấy. Nó sanh khởi thì lấy bất hại tầm trị nó, rút cái đó ra. Thành ra khi mà chúng ta tu tập bi tâm á,
thì cái tâm của chúng ta đó đã khéo tu tập, mà đã tu tập mà sung mãn rồi. À, như vậy thì cái tâm thiện của chúng ta đó nó sẽ đưa đến cái cận định và cái kiên cố định. Có nghĩa là trong lúc mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta tu tập mà đúng theo cách mà Đức Phật ngài dạy đó, thì cái tâm thiện trước nó sanh, cái tâm thiện sau, cái tâm thiện nối đuôi với nhau, nối đuôi liên tục với nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta lâu lâu chúng ta khởi được một cái sát na tâm thôi đó, thì chúng ta chỉ gọi là sát na của tâm bi thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập được nhiều cái sát na của tâm bi đó, chúng ta tác ý đến chúng sanh mà chúng ta có cái lòng thương tưởng đối với chúng sanh. Chúng sanh này bị luân hồi, bị phiền não, bị đau khổ trong đói khát bệnh tật, chúng sanh này bị thiên tai lũ lụt, bị bão tố núi lửa sóng thần, chúng sanh này biết bao nhiêu cái độc, và chúng sanh này bệnh hoạn, biết bao nhiêu cái thời tiết không khí ô nhiễm chúng sanh này mình phải hít phải. Bởi tưởng tượng chúng ta cứ nghĩ đến một ngày mà chúng ta nghĩ rằng tất cả mọi người này đang hít những cái không khí mà sanh ra ung thư phổi, viêm phế quản, hoặc là bị ảnh hưởng thần kinh, thì mình nghĩ rằng những chúng sanh này họ hít thở như vậy đó cũng đã khổ rồi. Nếu mình nghĩ như vậy hoài, mình có thể làm hại ai được đó quý vị? Tại vì mình không nghĩ như vậy mình mới có thể làm hại người khác. Chứ còn mình nghĩ chúng sanh đó họ đói khát, rồi họ bệnh tật, rồi họ biết bao nhiêu cái thiên tai, cái bao nhiêu cái nhân tai, bao nhiêu cái sự hãm hại của người khác đến với người này. Người này đang sống mà sống rất là đau khổ, đang đói khát và đang bệnh tật, đang có những cái bệnh hiểm nghèo trong thân của họ. Thì khi mà mình suy nghĩ, chúng ta thấy một người mà suy nghĩ được cái tâm như vậy đó, thì chúng ta làm gì có cái hại tâm mình có thể làm hại người khác. Nó thật sự không có cái gì. Làm hại là mình nghĩ rằng người này đang làm khổ mình, hoặc là đang làm khổ người thân mình, đã làm khổ người thân mình, tìm cách để mình hại người đó. Chứ còn nếu mình nghĩ rằng người này là những chúng sanh này đau khổ, chúng sanh này bị nhiều cái sự đau khổ, nhiều cái tai nạn đang chờ đợi người đó. Bởi chúng ta thấy như ví dụ chúng ta nghĩ rằng mỗi ngày như vậy cái người ta tham gia giao thông nó có mấy chục người bị gãy tay gãy chân, bị tật nguyền, rồi có mười mấy người mỗi ngày như vậy phải chết. Mình nghĩ tới đó mình cũng thấy xót xa cho cái kiếp con người của người ta rồi. Mình nghĩ như vậy đó. Có nhiều người họ đi ra rồi họ đi lành lặn, họ về thì họ què quặt, họ đi thì họ còn sống, họ về thì họ đã chết rồi. Họ đi thì họ không có bị người ta hà hiếp, người ta đánh đập, mà họ về bị người ta hà hiếp đánh đập. Nên khi mà mình nghĩ chúng sanh như vậy đó, thì mình sẽ có cái bi tâm, và cái bi tâm đó nó ra khỏi cái hại tâm. Cái hại tâm là muốn hãm hại chúng sanh, còn cái bi tâm là thương chúng sanh, nó biết bao nhiêu cái sự khổ. Rồi chúng ta tu tập hỷ tâm giải thoát. Hỷ tâm giải thoát là gì? Bởi vì bi và tùy hỷ lấy đối tượng là chúng sanh. Hỷ tâm là mình suy nghĩ mỗi chúng sanh có cái phước riêng. Mỗi chúng sanh có phước riêng. Họ có những cái tướng đại nhân như 32 đại nhân tướng, 80 vẻ đẹp như Đức Bồ Tát của chúng ta. Hoặc là những người họ có đời trước họ do bố thí y phục, họ có sắc đẹp, họ bố thí vật thực, họ có sức mạnh, họ bố thí ghe thiền, họ được sự an vui, họ bố thí đèn đuốc, họ được mắt sáng, bố thí vật vừa lòng, họ được vật vừa lòng. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu rằng mỗi chúng sanh họ đã tích lũy những cái công đức, họ làm những cái thiện nghiệp, họ tích lũy công đức và thiện nghiệp đó, chính cái công đức và thiện nghiệp đó cho họ sanh làm người, họ có được viên mãn hơn mọi người, họ được thù thắng hơn mọi người, thì mình hãy nên vui với những chúng sanh này. Vì những chúng sanh này sẽ làm bậc thánh hiền, sẽ làm người giàu có, sẽ là người có của cải tài sản để ban phát cho người nghèo khổ. Thế gian này cần có những người như vậy. Nên đừng tưởng quý vị biết rằng cái hỷ tâm á, là muốn nói đến mình suy nghĩ về người ta có thể tái sanh làm người tam nhân, người có thể đắc được thiền định, thần thông, thắng trí, có thể thành bậc thánh. Vì họ khéo tu tập, họ khéo tạo những phước lành. Mình nghĩ như vậy thì chúng sanh ở trong đời này có những bậc thánh nhân xuất hiện, thì mình thấy chúng sanh đó thật sự thế gian này luôn luôn mang lại cái niềm vui. Vì các bậc thánh nhân là người không có não hại chúng sanh, và đang thành tựu cái pháp không não hại, giảng dạy cho chúng sanh pháp không não hại đó, và làm cho chúng sanh sống biết
tạo những cái thiện nghiệp công đức. Nói mình nghĩ như vậy thôi mình đã thấy vui rồi quý vị. Nên Đức Phật ngày thường nói một cái người tu tập thủy tâm giải thoát đấy, là mình luôn luôn suy nghĩ về những cái người này họ đã khéo tu tập mà về phước vật, phước đức và phước trí, họ khéo làm những cái việc mà người đời không làm được mà họ đã khéo làm. Họ khéo bố thí, khéo trì giới, khéo tu thiền, khéo xuất gia, khéo cung kính, khéo phục vụ, khéo hồi hướng phước, khéo tùy hỷ phước, khéo thính pháp, khéo thuyết pháp và khéo cải chánh tâm tư của mình. Nên bây giờ họ sanh làm người, họ có những cái thù thắng viên mãn hơn người khác. Nên bình thường cái hỷ tâm giải thoát là mình suy nghĩ về chúng sanh, về các bậc thánh. Bởi vì quý vị thấy trong bài kinh mà chung của Đức dành, người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang. Người quyền quý cao sang, bậc thiên kiều tôn chủ, bậc chuyển linh đấng chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Những hạnh phúc trần gian cùng thiên lạc cõi trời, quả niết bàn vô thượng, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Như vậy thì khi một cái người mà tu tập hỷ tâm giải thoát đó, mình suy nghĩ rằng ở đời nó có những chúng sanh họ hơn mình, họ hơn mình về cái nội tâm của họ, họ hơn mình vì cái công đức phước báo của họ, họ hơn mình vì họ có cái thiện tâm nhiều. Nên khi mà mình tu tập hỷ tâm giải thoát đó, là mình suy nghĩ những cái thành quả của chúng sanh như vậy. Mà suy nghĩ được như vậy đó thì tự nhiên cái tâm mình vui với mọi người. Không có thể nào mình alo alo quý vị nghe được lại chưa? Như vậy thì chúng ta hiểu rằng á, những cái người mà họ có được những cái thành quả đó, những cái thành quả này đó, thì quý vị thấy ở trong đời Phật thì nói rằng lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng có những vị Phật độc giác. Trong thời kỳ không có Đức Phật toàn giác cũng có những vị Phật độc giác. Trong thời kỳ có Đức Phật toàn giác thì có bao nhiêu bậc thánh A-la-hán, bao nhiêu bậc thánh A-na-hàm, bao nhiêu bậc thánh Tư, bao nhiêu bậc thánh Tu Đà Vờn, bao nhiêu chúng sanh đó, họ đầy đủ cái pháp độ, họ sanh làm người để họ đạt được cái thánh đạo thánh quả, hoặc là bao nhiêu vị Bồ Tát phát nguyện thành Phật ở trong cuộc đời này, các vị đó đã tu tập, đã làm việc thiện nghiệp công đức, họ họ làm những cái việc lợi mình, lợi người, lợi đời này, lợi đời sau. Như vậy thì khi mà chúng ta chỉ suy nghĩ như vậy thôi, chúng ta đã có cái tâm hỷ rồi. Như vậy thì quý vị biết Đức Phật này nói một cái người mà khéo tu tập như vậy đó, khéo làm thành cổ xe, thành căn cứ địa, thì bất lạc tâm nó không bao giờ ngự trị trong tâm người đó. Bởi vì thiện và bất thiện rất xa không quý vị, rất xa thiện và bất thiện. Nên á, người nào mà khi nói rằng tôi tập thủy tâm giải thoát nhưng mà bất lạc tâm vẫn có đó, người đó nói như vậy là không nói đúng và lời dạy của Đức Phật. Vì cái tâm thiện và cái tâm bất thiện nó là rất xa, do mình chất chứa, do mình ganh tị tật đối với người khác nhiều năm nhiều tháng nhiều rồi, là có cái tâm hiềm hận đối anh, không có vui với những cái thành quả của chúng sanh. Như vậy thôi. Như vậy hỷ tâm giải thoát đó là một cái pháp vô lượng tâm, mà một cái pháp vô lượng tâm thì chúng ta hiểu rằng bởi vì cái tâm á, mà được mình chia ra tâm dục giới, tâm đáo đại đó, tâm đáo đại là muốn nói đến những tâm thiền, và những người nào mà muốn tu tập để đạt được những cái thiền tâm này đó thì người đó đều có cái tâm vươn lên cái tâm lớn, cái tâm mà có nghĩa là lãng đại, cái tâm rộng rãi, cái tâm bao dung, nên ý nghĩa là như vậy. Còn tả tâm giải thoát là gì? Chúng ta khi mà chúng ta tu tập cái từ tâm bi tâm rồi, chúng ta cũng phải
tu tập cái xả tâm vậy đó. Vì mỗi chúng sanh cũng có cái nghiệp của họ, quý vị. Bởi chúng ta thấy rằng ở đời có những chúng sanh họ tạo những cái nghiệp, có những vị Bồ Tát tạo những cái hành, nên hỷ để mình thấy được những cái thành quả của các vị thánh, các vị mà đưa đến quả thánh, đi trên con đường thánh. Nhưng mà cái xả tâm giải thoát đó, lại lấy đối tượng đó là cũng là chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh này tạo những cái nghiệp, mà bây giờ chúng sanh này bị những cái nghiệp trổ quả. Chúng ta thấy ở đời có những chúng sanh họ bệnh, mà cái bệnh của họ do cái nghiệp không thể nào mà trị hết được. Nên thường thường quý vị thấy ở đời có nhiều người nó rất là lạ. Tự bản chất thân của họ đó đã là cái nghiệp rồi. Nên thường thường chúng tôi Tông Vi Diệu Pháp cũng có nói cái gì. Một người khi mà tục sinh đó, với cái sắc nghiệp đó, mà cái thân của chúng ta đó, mà do cái nghiệp ác đó, mà nó hình thành. Nên chúng sanh đó nhiều cái điều nó kỳ lạ lắm quý vị. Chúng ta nghe những con ngã quỷ đó, nó đẻ con rồi nó bóc con của nó ăn. Ở trên này thì nó đói khát, nó bóc con, nó ăn thịt. Nhưng mà ở dưới này nó đẻ con của nó ra. Nên đó, khi mình thấy những chúng sanh mà ngã quỷ như vậy, mình nghĩ tại sao mà có những loài này. Nhưng mà điều là do cái tâm ác của chúng sanh này, do cái tâm bất thiện của chúng sanh này. Nên thường thường quý vị thấy ở đời người ta làm việc ác á, việc ác nào người ta cũng có thể làm được. Nên khi mình suy nghĩ đến những cái việc ác đó, ví dụ như quý vị nghe câu chuyện các vị tỳ cô hỏi tại sao có một con quạ đó, nó thấy đống lửa là nó bay chung đầu vô cái đống lửa đó, nó chết rớt xuống, rồi tại sao cái người phụ nữ đó bị quăng xuống biển, rồi tại sao các vị tỳ cô đó bị kẹt trong cái hang đá, tại sao như vậy? Thì khi mà Đức gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật nói rằng các vị tỳ cô đó hồi xưa đó là các mục đồng đi chăn bò, rồi dí con kỳ đà chung vào cái ò mối, lấy cây lấy đá tấn cái hang nó lại, nghĩ rằng ngày mai ta sẽ lấy cuốc, lấy xẻng, lấy cúp đồ ra, ta đào, ta bắt kỳ đà này. Nhưng mà những đứa nhỏ thì nó suy nghĩ như vậy thôi, nhưng mà nó lại quên mất rồi. Và nó đã chăn bò qua 7 cái cánh đồng, 7 chỗ cho bò ăn. Và quay trở lại đó thì nó nhớ, gặp cái ổ mối thì nhớ lại, do cái tắc tưởng, do cái thinh tưởng, do cái pháp tưởng đó. Bây giờ nhìn cái gò bối nhớ là con kỳ đà. Rồi các đứa một đồng đó cậy đá, cậy rút cây rồi ra, thì con kỳ đà nó đói khát ở trong cái hang đó nhiều ngày. Bây giờ nó được rút những cái cây, những cái thanh cây, những cục đá chôn vào cái lỗ hang đó. Bây giờ nó bò ra nhưng mà nó ốm yếu, nó khệnh khạng như vậy. Thì những người một đồng, những đứa một đồng ấy nghĩ rằng thấy tội nó quá, thôi tha cho nó. Bây giờ thì các vị đó là xuất gia, làm những vị xuất gia tu sĩ rồi, nhưng mà bị kẹt trong cái hang đá cũng 7 ngày như vậy. Thì Đức Phật này cho biết là cái nghiệp quả. Rồi cái người phụ nữ trong quá khứ đó đã quăng, đã là lấy cái nồi cát đó cột con chó, dìm con chó dưới cái sông nó chết. Bây giờ là đi biển, đi ngang cái chỗ này, cái quan trái quán thù nó đã đến giờ phút rồi, nên cái thuyền này nó không rời chỗ đó được, nó giống như bị mắc kẹt dính vào đó. Khi mà bắt thăm á thì ai bắt cũng không có trúng cái thăm đen, chỉ có người phụ nữ, 4 lần người phụ nữ này cũng bắt được cái thăm đen. Rồi mọi người đó đồng ý thả cái cô này xuống biển. Rồi khi thả cô này xuống biển thì cái chiếc ghe đó không bị mắc lại đó mà được đi tự tại. Khi được hỏi Đức Phật này mới kể lên cái tiền nghiệp đấy, dìm con chó chết. Bây giờ con chó đó nó đã cái nghiệp đã chín mùi, đến bây giờ thì bị quăng xuống biển, bị lột đồ quăng xuống biển mà chết dưới biển. Như vậy thì quý vị biết rằng cái xả tâm giải thoát đó, được Đức Phật này thuyết giảng đó, vì ngài cho chúng ta biết rằng chúng sanh nào đó, những cái pháp hữu vi đó, nó cũng vẫn có những cái hạnh phúc, nó vẫn có cái sự đau khổ. Chúng ta có trẻ, chúng ta có già, chúng ta có khỏe, chúng ta có bệnh, chúng ta có sống, chúng ta có sự chết thôi. Mình hiểu được như vậy đó, nên cái tâm tả của mình đó, đối với tất cả chúng sanh không có chúng sanh nào mà không sanh ra mà không chết, không có chúng sanh nào mà trẻ mà không già, không có chúng sanh nào khỏe mà không bệnh, không có chúng sanh nào hoàn toàn may mắn hết, không có.
chúng ta cũng tạo nghiệp đen, nghiệp có vui có khổ. Như vậy thì khi mình có xả tâm giải thoát đó, là mình nghĩ rằng mỗi chúng sanh đó, họ đã tạo những cái thiện nghiệp, họ cũng tạo những cái ác nghiệp. Và những người nào tạo cái ác nghiệp đó, họ phải chịu cái ác quả. Mà mình có thương họ, mình có bi lụy cỡ nào, mình có sầu não cỡ nào, cũng không làm cho họ hết được cái sự đau khổ đó. Như vậy á, thì mình sẽ có một cái tâm gọi là không phải là cái tham tâm cái gì. Cái tham tâm là mình dính mắc vào một người nào đó. Còn cái xả tâm á, là mình thấy mỗi chúng sanh có cái nghiệp. Nghiệp đó đó thì có những cái vui, cái khổ. Cái vui là do cái thiện nghiệp họ họ làm, bây giờ họ đạt được. Cái khổ là do cái ác nghiệp của họ mà họ phải chịu khổ đau. Mình sống ở đời với cái tâm suy xét như vậy, nên lúc bây giờ mình sẽ có cái tâm mà suy nghĩ sâu sắc về cái hạnh phúc và cái đau khổ của mỗi chúng sanh. Điều này không phải Thượng Đế Thần Linh, cũng không phải do cha, do mẹ, không phải do ai, mà do chúng sanh đã tạo cái thiện nghiệp và ác nghiệp. Chúng sanh tạo nghiệp thì nghiệp nó chín mùi, nó phải cho ra cái quả thôi. Không thể nào làm sao được. Dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng. Dẫu phải lặn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian, chui hang sâu núi vắng mà trốn khỏi tử thần. Không thể nào chúng ta trốn khỏi tử thần, không thể nào chúng ta trốn khỏi nghiệp. Nghiệp đó, nghiệp làm không thánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mắt nhốm lệ khóc đá, khóc than, phải chịu quả dị thục. Nghiệp làm được thánh thiện, làm rồi không ăn năn, ý quan hỷ đẹp lòng, thọ hưởng quả dị thục. Nên Đức Phật này nói rất là rõ ràng như vậy. Khi mà chúng ta thấy cái xả tâm là mình hiểu được đối với chúng sanh có những cái nghiệp, nghiệp đó mỗi chúng sanh nó đã tạo, đã gieo, và những nghiệp đó đi theo họ như bóng không rời hình. Mano bút băng ca ma tham ma mano sát tha mano maya manas ta che ba đúc thêm ná và sát qua sát đô ti qua ta tô năng đúc khám ăn quê tí chặt căng qua quả tô ba đằng ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ với tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động mà khổ não bước theo sao như xe chân vật kẹo. Như xe dưới cái chân con bò, hễ mà con bò nó kéo thì bánh xe phải lăn theo rồi, không thể nào mà cái bánh xe nó không lăn. Cũng như vậy, người đã làm nghiệp ác thì cái nghiệp ác đó sẽ lăn theo cái người đó, người đó phải chịu cái quả. Rồi chúng ta cũng thấy mano bút băng ma tham ma mano sát tham mano ma nhà mano tài chê bát tăng nề ná và sát hòa ca đồ thi hòa ta tổ năng xuống khâm bằng nguyện tý cha gia quá á na ba di ni ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên ấy hành động an lạc bước theo sao như bóng không rời hình. Thì cái thiện nghiệp đó, nó theo chúng ta như bóng không rời hình. Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc thiện việc ác đó của chúng ta đã làm với tâm mà với thân và tâm của chúng ta, thì cái nghiệp quả nó cũng trổ sanh cho thân tâm chúng ta chịu những cái quả vui quả khổ. Và chúng ta có xả tâm giải thoát đó, là chúng ta thấy rằng những cái gì mà mình người ta khổ đó, mình giúp cho họ, mình thương họ, mình giúp đỡ cho họ, nhưng mà cái nghiệp quả của họ là họ phải chịu thôi. Nên thường thường người ta gọi là giúp không ai giúp nghèo, giúp ngặt là lúc đói khát mình giúp, bệnh hoạn mình giúp, nhưng mà cái nghèo của họ mình không thể nào giúp cho họ được. Cái nghèo là cái nghĩa là nó dây dẫn cả cuộc đời của họ, dây dẫn cả cuộc đời của họ. Như vậy cái xả tâm giải thoát đó để dứt bỏ cái tham tâm là dính mắc vào một đối tượng nào đó quý vị. Mình có cái tâm xả đó, xả tâm giải thoát là tất cả chúng sanh đều là như vậy hết, nên mình không có bị dính mắc. Nếu mà dính mắc đó, thì dính mắc vào một đối tượng nào mình có tham tâm, chúng sanh nó bị đau khổ, bị này kia nọ, vui thì mình cười, để chúng sanh nó khổ thì mình khóc, khóc với chúng sanh đó, vui với chúng sanh đó. Còn cái người mà tu tập xả tâm giải thoát thì họ luôn suy xét, họ suy xét. Rồi cái pháp mà thứ năm là vô tướng tâm giải thoát. Bởi chúng ta thấy rằng chúng sanh có tướng thì cái tướng này, ví dụ mình nói mình có mắt thì mình bị bệnh mắt, có răng bị răng. Ví dụ chúng ta thấy có răng bị sâu răng, có mắt thì bị nhậm mắt. Có thân thì bị cảm cúm, bị trúng gió, bị đói khát gì này kia nọ. Không có thể nào mà không có được cái gì.
Nên vô tướng tâm vậy đó, là mình nghĩ rằng đối với chúng sanh để có thì nó phải có cái gì. Ví dụ mình nói mình có cái thân đó, thì có mưa nó rớt vào thân chúng ta, có cái thân đó, thì nắng rọi vào thân chúng ta, có cái thân như chúng ta đó là cái đối tượng để nghiệp ác nghiệp thiện tổ sanh. Ví dụ chúng ta thấy rằng như là tỳ kheo Quân Đá Tha Ná đó, xưa kia làm chư thiên đã làm cho hai vị tỳ khưu ly giá, hai vị tỳ khưu bây giờ tỳ khưu Quân Đá Tha Ná đi đi xuất gia đó, lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng hết lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng hết nên vị tỳ khưu này bị những người đàn tính chọc ghẹo, bị những vị tỳ khưu nói, cho đến vua chúa cũng muốn tham gia việc trục xuất vị này. Nhưng mà suy nghĩ rằng cái vị này có một cái nghiệp rất là lạ, đứng lên thì thấy người phụ nữ nhưng mà ngồi xuống thì không thấy, lục xét thì không được, nên cuối cùng vua sẽ nó đi nghĩ rằng vị tỳ khưu này còn cái nghiệp. Và sau này Đức Phật này dạy cho tỳ khưu Quân Đá Tha Ná, vị này đã khéo tu tập, khi đắc quả A Hán thì cái bóng hình phụ nữ nó cũng tan theo mây gió, không còn cái nghiệp nữa. Như vậy chúng ta thấy chúng ta còn cái tướng á, chúng ta phải hứng chịu thôi. Ví dụ mình còn cái thân á, phải hứng chịu. Nên bình thường quý vị biết rằng vô tướng tâm giải thoát được Đức Phật này dạy đó, nếu một cái người là bị A La Hán nhưng mà cái nghiệp quả phải chịu cả cuộc đời. Ví dụ chúng ta thấy sau này tiền thân của Tôn giả Đê Quá Đát Tá có thành Phật, nhưng mà bộ xương khô, miệng thì hôi thối cả làng luôn quý vị. Mở miệng miệng mà vừa ngáp lại thôi nó thối cả làng luôn. Thì quý vị biết rằng cái nghiệp ác mà bị đó do có danh sắc trong cái đời Đức Phật Gotama đã tạo cái nghiệp ác này. Bây giờ cái nghiệp ác vẫn tổ quả cái gì? Nên quý vị thấy Đức Phật nói rằng cái tướng là cái gì hữu vi, mà cái hữu vi là do tạo tác. Vô tướng là không có chấp chặt vào cả tướng này. Bởi vì khi một cái người chấp chặt tướng, ví dụ mình nói rằng mình chấp chặt vào mình, ví dụ mình là trưởng lão, bây giờ ai nói mình là ông sư hay là ông thầy tu thì như nào mình nghe mình giận. Nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều người đó họ dính vào cái danh vị đó, giới thiệu mình giới thiệu sai họ cũng giận, giới thiệu sai, giới thiệu mình không giới thiệu đúng danh họ cũng giận quý vị. Nhưng mà thật sự những người đó họ dính mắc vào những cái hư danh thì họ dính mắc vào thì họ khổ, khi người ta không giới thiệu đúng thì họ khổ. Nhưng mà nếu người đó mà không dính mắc vào cái hư danh đó, thôi mình nghĩ rằng nói cho giữ gì chứ có được cái gì, chết thì cái đó nó cũng tan biến. Nó có là do mình có, người ta đặt để cho mình. Nó không có là mình không có điều kiện thì nó không có đặt để cho mình vậy thôi. Nên đừng tưởng quý vị thấy là một cái người mà họ dính mắc vào cái ngôn từ nhiều đó họ cũng khổ. Một cái người không dính mắc vào ngôn từ đó thì họ nhẹ nhàng. Như vậy đó quý vị. Cái danh xưng nó cũng là khổ. Nên bình thường quý vị thấy cái vị tỳ khưu với ông sư cư sĩ tu sĩ Út Gá và tỳ khưu Sô Thá Ná đó, cái vị tỳ khưu này đó là nghĩ rằng mình có cái danh vị, cái gì là của mình đó. Khi mà người ta không mời mình trước thì cũng giận quý vị. Giận rồi người ta tới, ta mời vị khác tới mời mình trễ ta cũng giận nữa. Giận không đi, nhưng mà khi thấy người ta trai tăng cũng tới coi rồi tìm cái lỗi, thấy người ta cúng như vậy không có bánh mè thôi, cũng tìm nói. Thì gia chủ Út Gá nói rằng này hiền giả, không lẽ hiền giả đi tu như vậy chỉ chờ cái bánh mè thôi chứ. Đúng phải vậy. Mình tu không phải là chờ cái bánh mè ăn cho đủ mà phải có, thiếu bánh mè không được, không phải vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái người mà dính vào cái tướng thì họ sẽ khổ về cái tướng cái gì. Nên bình thường quý vị thấy con người chúng ta đó, có những loài mà họ sanh ra làm những loài chim công, có những loài nó sanh ra nó làm tu hú, nó cũng tùy theo các loài do cái sự dính mắc đó mà nó sanh vào các cái loài sai khác như vậy. Thì Đức Phật này nói rằng mình tu tập vô tướng tâm giải thoát đó, sung mãn như vậy đó, mình không chấp chứa, nếu người
nào nói rằng mình tu vô tướng tâm giải thoát như vậy, nhưng mà cái tham tâm vẫn ngự trị. Vô tướng tâm giải thoát như vậy mà vẫn chạy theo các tướng, mà thức vẫn chạy theo các tướng, có nghĩa là tâm mình vẫn chạy theo cái tướng này tướng kia đó quý vị. Ví dụ mình nói rằng mình có mắt đẹp, mũi đẹp, có tai đẹp, có tóc đẹp, hay có răng đẹp, hay là có tướng gì đẹp, mình chạy theo cái đó đó nó cũng khổ lụy, tại vì thật sự những cái điều đó đó, những điều đó đó nó không có bền vững cái gì, không bền vững, không bền vững. Ví dụ quý vị đang ưa hay chọc đó, xưa kia là bà đẹp nhất trần, nhưng nay bạch tiết muôn phần đẹp hơn. Bạch tiết xuất hiện thì bạch tiết còn trẻ, bây giờ cái người phụ nữ này bây giờ nó đã già rồi, không còn đẹp nữa. Cái kiến thần nói như vậy, xưa kia bà đẹp nhất trần, nhưng nay bạch tiết muôn phần đẹp hơn. Nói như vậy thì khi mà chúng ta thấy mình dính mắc vào cái tướng nào đó, mình khổ lụy gì đó nhiều. Còn cái người nào mà hiểu được như vậy đó thì người đó an trú vô tướng tâm giải thoát, thì người đó không hề lụy, không khổ đau như vậy. Giải thoát tất cả tướng như vậy. Rồi cái pháp thứ sáu là gì? Từ tâm, bi tâm, thị tâm, xả tâm, vô tướng tâm giải thoát. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đối với cái vị tỳ khưu đó mà tu tập xả tâm hay là vô tướng tâm giải thoát, bị đất khéo tu tập như vậy, thức vẫn chạy theo. Thật sự là thì quý vị thấy rằng thức ở đây mình nói nhãn thức dính mắt vào những gì mình thấy, nhĩ thức là dính mắt vào những gì tai nghe, thị thức là mình dính mắt vào những gì mũi mình ngửi mùi, thiệt thức là mình dính mắt vào những gì bị giác của mình, thân thức là mình dính mắt vào cái gì xúc chạm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thức mà khi chạy theo các tướng như vậy đó là mình dính mắt vào, mình bám vào cái đó. Như vậy thì một cái người mà tu tập vô tướng tâm giải thoát đó, là ra khỏi giải thoát tất cả tướng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nay một cái sự mà tu tập, mà cái sự tu tập đó, một cái quan điểm mà từ khước đó, quan điểm tôi, cái này của tôi chấp chặt như vậy đó, thì cái mũi tên nghi ngờ đó, do dự ám ảnh, an trú nơi cái vị đó. Đức Phật nói rằng khi mà mình tu tập từ khước như vậy đó, mà mình vẫn còn bị nghi ngờ, do dự ám ảnh mình đó, an trú trong tâm của mình đó, thật sự không phải như vậy, không có như vậy. Bởi thường thường Đức Phật nghe nói rằng cái sự nghi ngờ đó, sự nghi ngờ đó là một cái trạng thái tâm đó, của cái tâm bất thiện. Còn khi mình tu tập đó, mình tu tập mà mình nhổ được cái mũi tên ngạo mạn ấy, hay là mình đã tu tập, đã khéo tu tập mà những cái quán xét cái gì là tôi, cái gì là mắt tai mũi miệng, mình suy xét như vậy. Khi mình suy xét như vậy thì mình thấy rằng do các cái duyên, do mắt và cảnh sắc mà chúng ta khởi lên nhận thức, do tai và cảnh thinh khởi lên nhĩ thức, mũi và cảnh tỷ, khởi lên tỷ thức, miệng và cảnh tỷ, khởi lên thiệt thức, thân và cảnh xúc, lên thân thức, ý và cảnh pháp, gọi là ý thức. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy một cái người mà tu tập để khước từ những cái quan điểm tôi là cái này,
tôi là cái kia, thì người đó sẽ chấp thủ, chấp chặt như vậy, cái sự nghi ngờ đó đối với một cái người mà họ tu tập, họ phân biệt như vậy thì họ sẽ không còn thấy thấy cái sự ngạo mạn, không còn cái sự ngạo mạn, ngạo mạn sẽ không có nơi cái vị đó. Bởi vì xuất ly á, cái mũi tên nghi ngờ trừ được cái mạng ngã sở. Bởi vì khi mà mình xuất ly được á, xuất ly được cái bởi sự nghi ngờ đó, là mình biết rằng á, khi mà mình tu tập được á, thì mình xác định pháp á, mình sẽ không hoài nghi cái gì. Bởi vì chúng ta thấy cái hoài nghi là mình không biết, ví dụ mình không biết được chợ Bến Thành, nhưng mà khi mình tới rồi á, thì đâu còn hoài nghi nữa. Mình không còn hoài nghi nữa cái gì. Thì cũng như vậy, một cái người tụ tập mà khi cái thiện pháp họ có trong tâm rồi đó, họ có trong tâm rồi đó, thì họ không có họ xuất ly được cái sự nghi ngờ, hay là trừ được cái mạng ngã sở. Tại vì thật sự đó, chúng ta thấy một cái người tụ tập đó, phân biệt đây là mắt, đây là cảnh sắc, đây là nhận thức, như vậy thì đã thấy rõ ràng các điều kiện này do duyên mà nó tác thành. Cả cái pháp này đều là cả cái pháp do duyên mà trợ tạo, không có gì ngoài cái duyên trợ tạo như vậy. Như vậy á, thì mình sẽ diệt trừ được, mình sẽ không thấy được cái tôi là cái này hay là tôi là cái kia, chỉ là danh sắc, chỉ là căn cảnh và thức, chỉ là những cái tâm và những cái tâm sở, chỉ là những cái sắc pháp và những cái sắc thần kinh mà nó kết thành mà thôi. Thì bài học hôm nay con xin trình bày với mấy như là trình bày phần nào chưa có sáng tỏ, đó là những câu thảo luận của trình bày giảng đặng. Bây giờ thì con xin kính dân phần cụ ba công đức đến chư tôn đức tăng, chư phật ba đến công đức đến chư phi hữu, phần cụ ba công đức đến các bậc tu ân, các vị thầy tổ, các người đệ tử thân thương. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho trình bày giảng đặng điều hợp. Sa thủ kính trình thư tòa pháp đăng. Bạch thư tòa tu siêu, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thư tòa tu siêu đang có mặt, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tu siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ. Bạch thư tòa tu siêu, thông thường thì rất ít người học Phật, kể cả những vị pháp sư đó, mà thấy được cái tính chất đối lập giữa tâm xả và cái tâm mà chúng ta gọi là tham nhiễm. Ở đây là về tâm tham nhiễm. Thì thường người ta nghĩ đến cái xả là cái tâm không có quân bình, hay là người ta nói hỷ xả đi, là cái tâm mình giận ai, mình phiền ai, mình chấp ai đó, là do cái tâm sân nhiều hơn là tâm tham nhiễm. Thì tại sao ở đây chúng ta thấy trạng thái là mình xuất ly tham nhiễm á, để mình an trú cho tâm xả? Thì xin thỉnh thưa tổ quan hỷ giải rõ về điểm này. Kính thỉnh thưa tổ. Tức là trên tiêu đức thường pháp xã nó có nhiều khía cạnh. Khi mà tu tập từ bi hỷ xả, thì nếu mà tâm xả của cái vườn tâm trong cái đời thường
thì trong xã đó nó không bị dính mắt với cái chúng sanh, nghĩa là mình gặp những cái chúng sanh mà đau thì cái tâm mình, cái tâm của vị hành giả có cái rung động thương cảm. Rồi khi mà một chúng sanh mà hạnh phúc đó, thì có cái tâm quan hỷ vui theo. Thì nếu như mà sống mà bị chi phối bởi chúng sanh thì như vậy nó sẽ không có tiến xa hơn cái trạng thái cao cả. Trong trường hợp này thì tu tập thường thường hơn thì bị hành giả đi đến cái mức độ là cái tâm bình thản. Ngài Bồ Tát Phổ Xá trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài có giải thích về bốn cái trạng thái phạm đúng mà vị hành giả tu tập lấy đó làm đề mục. Đối với đề mục của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì xài ba đề mục kia: từ bi, hỷ. Đến khi mà tỷ đấu muốn tiến xa hơn thì phải vượt qua cái trần bị hỉ đó mới đi đến cái chỗ ở xã Vô Lượng Tâm. Xã Vô Lượng Tâm không thể là đề mục cho sơ thì nhị thì tâm thì cũng thiền. Và điều này Ngài Bồ Tát Phổ Xá này nói ví dụ là một người mẹ có bốn đứa con, đối với bốn đứa con thì người mẹ đều có cái tâm mong mỏi cho nó được hạnh phúc, bình an vui. Khi đó có một người, có một đứa con nó bị tàn tật, người mẹ có cái sự thương cảm nhiều hơn, để chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn. Còn một đứa con á thì nó học hành thông minh, nó đủ đạt và nó thành tài, thì người mẹ vui giống như là tâm hỷ vậy. Mà cho đến khi những đứa con mà nó đã lớn hết rồi, nó đã thành nhân chi mỹ, nó có cái cuộc sống riêng tư của nó rồi, lúc về người mẹ không còn cảm thấy, không còn bị chi phối bởi những đứa con đó nữa, cứ giữ cái trạng thái tâm bình thường. Như là bây giờ không còn cái trạng thái vi tâm, không còn trạng thái hỷ tâm nữa, mà giữ cái tâm xã khi con đến đã thành tựu cái cuộc sống riêng. Như thế nào thì cái người tu tập cũng vậy, là đạt đến cái mức độ không có bị thiên lệch với
cái trạng thái vui hay là trạng thái xúc động, thì lúc đó giữ cái tâm trong xả, xả phòng tu. Đó là một cách. Một ý nghĩa nữa là nếu mà cái sự tu tập xả vô lượng tâm không phải là đề mục thiền, mà chỉ là một cái thiện pháp tu tập thôi, thì người tu tập đó và sẽ không có để cho cái tâm nó bị thiên lệch hay là bị chi phối bởi lời khen tiếng chê và hình ảnh vinh nhục, để giữ cái tâm bình thản thứ tám ngọn gió đời, được khen bị chê, được danh mất danh, được lợi bất lợi, cuộc sống khổ vui. Đó cũng là một tính cách, cũng một ý nghĩa của pháp hành xả, hạ xả vô lượng tâm. Còn cái tính cách xả vô lượng tâm hay là cái trạng thái tham nhiễm là trạng thái đối lập với xả vô lượng tâm, là bởi vì như thế này: khi mà chưa có được cái trạng thái tâm xả thì còn có cái sự bám víu vào những cái gì mà mình ưa thích, bám víu vào những cái gì mà mình dính mắc. Nhưng mà cho đến một lúc vị này bình thản được thì cái đó là nó không còn, nó không còn cái sự dính mắc, không còn cái sự tham nhiễm. Chúng tôi lấy một ví dụ: như là đối với cái cuộc sống gia đình ở bên ngoài, người vợ hay người chồng hồi lúc trước khi còn trẻ thì họ thương yêu nhau, quyến luyến nhau, cho đến sống được 20-30 năm chung sống với nhau, có nhiều mà con rồi, sau đó không phải là họ đối xử với nhau mà có sự quyến luyến và siêu chuyện được, họ chỉ sống với nhau bằng cái nghĩa thôi, chứ còn cái tình quyến luyến nông nổi như hồi còn trẻ thì không còn. Cái trạng thái đó là cái trạng thái thì giống như là cái tình trạng xả, tức là bình thản, không có chuyện gì xảy ra. Người chồng khi gặp người vợ hay người vợ thấy mặt người chồng, tâm cũng không có đâu xả, cho nên không có sự dính mắc quyến luyến.
Hoặc là chúng ta ví dụ giống như khi mà chúng ta ăn hương vị, hồi cái lúc mình đói lên bàn ăn, mình gặp thức ăn ăn một cách sai lầm, hoặc là hôm nào mà có những cái món ăn mà nó hợp với khẩu vị, lúc đó là có sự tham lắm. Nhưng mà họ khi đã no bụng rồi thì lúc bây giờ có ăn nữa đi chăng nữa, thì họ chỉ ăn một cách thờ ơ chứ không phải là ăn một cách sai đắm được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là với xã vô lượng tâm đã đến cái mức độ nào đó thì cái tâm của vị hành giả không còn có cái sự dính mắc, không còn có sự dính mắc tham nhiễm. Cái này thì chúng ta nói nó hơi vật lý chút xíu, nhưng mà chúng ta phải dùng cái trí tư để chúng ta hiểu được cái tâm trạng đó. Hồi lúc mới tu tập thì vị hành giả khi thấy chúng sanh đang đau khổ thì mình lại bị dao động, khởi lên cái lòng trắc ẩn, thương cảm. Còn khi mà gặp cái chúng sanh đang hạnh phúc thì do vị này có cái sự tác ý để giữ cái tâm không có ganh tị, và vị hành giả bị cuốn theo cái hạnh phúc của chúng sanh đó bằng cách là mình anumodana, mình vui thích theo. Nhưng mà tu tập cho đến cái mức độ cao hơn thì lúc bây giờ cái chuyện chúng sanh vui buồn sướng khổ, cái đó là do cái nghiệp của chúng sanh thôi. Trở ra về hành giả lúc bây giờ cái tâm bình thản, xả. Mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, giờ nghĩ như vậy cho nên tâm về hành giả lúc đó trước chúng sanh đang đau khổ hay là chúng sanh đang hạnh phúc thì tâm vị hành giả không có bị giao, không có bị chi phối, không có bị chi phối như trước đây nữa. Trước đây mới tu tập thì thấy chúng sanh khác đau khổ thì mình có sự thương xót, thấy chúng sanh khác được hạnh phúc thì mình có tâm quan hỷ theo. Nhưng mà rồi vị hành giả sẽ để cái tâm bình thản, cái tâm xả sau khi vị ấy cảm thấy cần phải để cho cái tâm nó vượt lên trên, nó cao cả hơn và nó thái bình hơn thì phải giữ cái tâm sản. Cho nên ở đây chúng ta dùng cái trí tư để chúng ta hiểu như là ba điều mà chúng tôi đã trình bày. Bây giờ xin được chất đẳng trở lại với phần đường chỉ còn năm mươi phút nữa. Sa thú kính thưa thầy sư,
Bác thưa thầy xíu, nhưng ngày hôm nay thì tôi không nghĩ giải rõ về cái chuyện gọi là tu tập vô tướng giải thoát. Thế nào là tu tập vô tướng tâm giải thoát? Một điểm rất là thú vị đó là Phật giáo Nam Tông đó, thường chỉ nói trên cái rất đơn giản là làm sao đừng có chấp tướng chung, đừng chấp tướng riêng. Nhưng mà cái chữ vô tướng trong giải thoát á, thì lại được nói nhiều đến Phật giáo Bắc truyền, đặc Phật giáo Trung Hoa, đặc biệt ở trong Thiền Tông đó. Thì không biết thì đó có suy nghĩ tại sao mà Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa lại nói nhiều về vô tướng tâm giải thoát, và từ cái góc nhìn của kinh điển Pali thì vô tướng tâm giải thoát và cái pháp tu tập vô tướng tâm giải thoát được hiểu như thế nào, được thực hành như thế nào, xin thưa đạo hoan hỷ trở lại. Theo trong chú giải thì vô tướng vô tướng tâm giải thoát ở đây là Arahata Phala Samabuddhi. Tức là nhập thiền. Kết quả nhập thiền kết quả, tức là nhập thiền thì quả A-la-hán. Ở đây nguyên cái con nguyên câu như thế này, anh em ta về từ nguyên quốc thì tí ở ra mắt ta và lát mà bật tí gọi là vô tướng tâm giải thoát, tức là chỉ cho thiền thức hay là thiền nhập với quả a la hán sanh ra các những bất tài đi năng chiều quá rồi quá những bất tài đi năng chắc bất chắc những bất tài đi năng chắc áp sao quang nên bất tạp biết bất tạp là bởi vì cái thiền nhập ấy không có cái hiện tướng như là tham cứ tham ái vân vân, hoặc không có hiện tướng như là
pháp tướng âm thanh vân vân, hoặc là không có hiện tướng, là thường là thải tịnh vân vân. Tức là khi đạt tới quả vị A La Hán thì lúc bây giờ những cái tướng mà trước đây, những cái hiện tướng trước đây mà mình còn nghĩ đến, còn bị dính mắc, chúng tôi lấy ví dụ như thế này. Ngày xưa đó, khi mới tu mới xuất gia, thì khi mà đi ra ngoài đường gặp người ta trêu chọc, lúc đó tâm của tôi nó khó chịu, tâm chúng tôi rất khó chịu, nghĩ rằng những người này tại sao họ xấu gì mà bữa nào đi ra gặp ra đường mà gặp người này kia họ nói những lời thiện cảm, họ chào, họ nói những lời dễ nghe, tâm mình bị cũng bị chi phối nữa. Tức là mình nghĩ hôm nay gặp người tốt, ngày hôm qua gặp người xấu, hôm nay gặp người tốt. Cái tướng xấu và cái tướng tốt đó, cái hiện tướng niềm bất tắc, cái hiện tướng người tốt tốt đẹp và hiện tướng của cái sự xấu xa đó, chi phối. Nhưng mà cho đến khi mà mình đã tu tập lâu năm rồi, đã dài dặn kinh nghiệm, cái tư tưởng bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về cái cuộc đời luân hồi, và bắt đầu có cái sự nhàm chán, cái cuộc sống nhàm chán sắc thân này. Cho nên bây giờ khi mà ra đường dầu cho người ta có nói lời tán thán hay là người ta nói lời chê bai thì mình cũng chẳng cần để ý, không cần để ý. Cũng vậy, khi còn là phàm phu và biết pháp thì lúc đó còn phân biệt được cái này là vô thường. Hãy nghĩ đến cái sự vô thường đó, có nghĩa là vì trước đây mình nghĩ là thường, bây giờ mình không biết Phật pháp rồi mình nghĩ mình thấy nó là vô thường. Thì như vậy cái hiện tướng do có tướng này mới thấy cái tướng kia, nhưng mà đến khi chứng quả A-la-hán, nhất là đạt đến niết bàn thì niết bàn không có hiện tướng, sẽ chỉ ở mình có gọi là tối và sáng. Gọi là tối được khi nào mất ánh sáng, gọi là sáng khi nào nó mất bóng tối. Thì gọi là tối là sáng như vậy, nhưng mà nếu đến một lúc nào đó hay là có những nơi ở trên cái địa cầu này nó không có tình trạng sáng tối như ở các cõi trời giới hay các cõi trời phạm vi chẳng hạn, thì ở trên đó không có cái gọi là bây giờ là sáng, bây giờ là trời tối, không có tình trạng. Nếu mà nói đến cái pháp hữu vi thì chúng sanh chắc là thường, cho nên Đức Phật là thuyết, Ngài nói cho biết là pháp hữu vi là vô thường.
vì nó có cái hiện tượng sanh diệt cho nên mới gọi là vô thường. Nếu mà cái hiện tượng sanh mà nó không có diệt thì gọi là thường. Nhưng vì cái pháp hữu vi nó còn có cái hiện tượng sanh diệt đó, cho nên đây gọi là có, đây gọi là tướng. Đạt đến cái mức độ là vô tướng, tâm giải thoát, tức là khi đạt đến tâm giải thoát quả vị A La Hán rồi thì cái chuyện mà cái pháp hữu vi nó là thường hay là vô thường trong trường hợp đối với quả vị A La Hán thì nơi chính cái bàn thì không có, không có nói. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử sư kia ngài có nói cái gì, ngài nói là mượn mà xài vô thường khổ đau vô ngã, nhưng cần phải hiểu rằng vô thường khổ đau vô ngã đó là cái bệnh của pháp hữu vi, đó là cái hiện tượng bệnh của pháp hữu vi, nên nhìn thấy khía cạnh vô thường để mà trừ khử chấp thường, nên nhìn thấy cái hiện tượng khổ để tẩy trừ, để phá đi cái tâm chấp lạc, nên nhìn thấy các pháp là vô ngã để phá đi cái ngã chấp. Khi mà đã đạt tới Niết Bàn rồi thì cái chuyện mà thường hay không thường, khổ hay lạc thì cái hiện tượng nó không có, không có xảy ra với cái trạng thái Niết Bàn, không còn cái gì để nói nữa, cái đó gọi là vô tướng tầm nhẹ thôi. Đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Và cũng nói thêm rằng chính cái pháp môn này cũng gọi là khó thể nhập, không phải là gì nữa. Khi mà tâm phàm phu của chúng ta nó chưa hiểu pháp thì chúng ta chắc thường là lạc, là ngã, là tình. Nhưng mà khi đã biết pháp rồi đó thì chúng ta nên thường xuyên quán vô thường, quán khổ, đạo quán vô ngã, quán bất tình để phá từ cái kia. Nhưng mà khi đạt đến quả vị A La Hán rồi thì không cần phải nhìn thấy hay là quán xét như thế đó nữa, bởi vì lúc bây giờ các vị chỉ thấy có một vị là như vậy, nó sanh như diệt là như vậy, còn Niết Bàn không sanh không diệt vậy thôi. Cho nên chúng tôi được chia sẻ với quý vị qua phòng hậu của Thượng Tọa Giới Đạo Nghiêm. Xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú cái trường là Thượng Tọa Tuệ Sư. Xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư đi nghỉ. Thượng Tọa tuyên quyền, Thượng Tọa có trước máy vào, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu thì tôi tự nguyện nghe được xin định thì tôi trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi, dạ. Thì tôi tự nguyện có một số người quan niệm rằng mình có thể nuôi hận thù với người này nhưng mà mình có thể có cái tâm bi với người kia. Điều đó có thể xảy ra hay không? Hay là hễ nếu mà mình còn có tâm hận thù thì tâm bi vẫn không thể phát triển được, dù là tâm bi với riêng với chúng sanh này và hận thù riêng với chúng sanh kia. Xin thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ cho ý kiến về điều này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, giờ thôi đi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng Tăng. Chúng con kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm Tăng Giàu đến quý Thượng Nữ cùng Chư Phật Tử. Chào kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì nếu như chúng ta nuôi một cái tâm oán hận với người này mà với người khác thì chúng ta có cái từ tâm hay không, thì cái điều này thì trên cái chuyện bình thường á thì nó có mang tính tức là nhiều khi chúng ta có cái chúng sinh phàm phu thì nó cũng dễ đẩy đưa, như điều mà trên cái giá trị mà tu tập tích cực á thì khi một người mà có cái tâm thù hận hay có cái tâm quán thù quán trách ai á, cái tâm mà để kết cục một cái oan trái á, thì phải nói rằng là nó có do cái duyên thì nó cũng khó có khởi lên những cái từ tâm mà mang tính sự thật. Bởi vì ở đây nó nói đến cái chữ duyên mà chúng ta nhớ là nhiều khi á, nó dễ bị nghịch đảo hay dễ khởi lên cái tâm mà bực bội. Nhiều khi á, chúng ta bực bội với cái người này nhưng là chúng ta với người khác chúng ta là hết sức là vui vẻ, hết sức là xử sự hết sức là tốt đẹp, khởi lên cái tâm từ tâm bi, cái tâm hỷ tâm xả nữa, đối với người đó nó dễ dàng. Nhưng còn với những chúng sinh mà có oan trái với mình á, thì nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta mới vượt qua được, chứ nếu không tu tập mà chuyên niệm cái từ tâm thì chúng ta khó có thể vượt qua, thì chúng ta có thể khởi cái tâm lành đối với họ. Những người mà làm cho tâm mất mát, làm cho chúng ta bị đau khổ mà chúng ta vẫn tha thứ được, ở đây muốn nói đến cái tâm tha thứ thì đó là cái chuyện nó khó. Còn chuyện mà nhiều khi có thể chăng cùng lúc mà khởi lên bi tâm với chúng sinh này dù vẫn có hận thù với chúng sinh khác, thì đây là một cái điều mà nó cũng rất là khó. Nếu chúng ta đang khởi lên một cái bi tâm thì khó có một cái tâm thù với chúng sinh khác, cũng như đang có cái tâm thù này cũng khó có cái tâm bi khác. Ở đây chúng tôi vừa nói là nói về cái hoàn cảnh cái tâm nó đã đi qua, nhưng điều nếu như mình đang lúc mà khởi lên cái bi tâm thì cái giá trị bi tâm đó nó sẽ không có cái sân tâm tức là hận thù mà nó xen vào được. Và khi có cái sân tâm thì khó có cái hận, khó có cái bi tâm nó có thể xuất hiện ngay lúc đó. Đây là cái giá trị sự thật. Còn cái mà thời gian thì có thể có thời gian mà chúng tôi nói vừa, nhiều khi mình gặp cái người này thì mình thích, mà gặp người kia mình không thích, thì đó là nó có như vậy. Còn cùng lúc đó đó thì không thể nào mà có hai cái tâm mà nó cùng đi một lúc được như vậy. Bởi vì một cái bên là bi tâm từ tâm, và một bên là sân tâm và cái tâm ác, thì nó không đi cùng lúc gì được, nó phải có cái trước cái sau. Có thể bi tâm khởi lên sau đó sân tâm khởi lên, hoặc là sân tâm rồi sau đó bi tâm, chứ còn cùng lúc thì khởi lên thì cái điều này là không thể được. Bởi vì cũng như là trí tuệ có mặt thì vô minh không có mặt, mà chánh định chánh niệm có mặt thì không có phóng dật, thì cũng vậy, bi tâm khởi lên thì sẽ khó có sân tâm, khó có cái sự khó, không có sự hận thù. Đây là cái điều mà nó phải là như vậy, dùng cái thú vị. Bởi vì khi mà cái lòng thương đối với chúng sinh thì cái lòng thương đó nó bao trùm và nó cả thải, nó mang tới cho chúng sinh một cái sự tươi mát và tốt đẹp. Còn cái bi tâm, còn cái sân, còn có cái hận thù đối với chúng sinh khác á, thì chúng ta có một sự hủy diệt, chúng ta có một sự trả đũa, chúng ta có một cái sự ăn thua với họ, thì hai cái trạng thái tâm này rất là khác, rất là xa, là bờ đông bờ tây. Khi mặt trời xuất hiện thì sẽ không có ánh sáng, hay là mặt trời xuất hiện thì không có thể có hoàng hôn, và cũng như hoàng hôn có mặt thì không có
không còn cái ánh bình minh nữa, vân vân. Thì đó chính là một điều mà trong đời sống của kiếp chúng sinh chúng ta phải nhớ là như vậy. Nhưng nếu như ai dĩ nhiên rằng phải nuôi dưỡng cái từ tâm thì nó sẽ tốt đẹp hơn là cái hận thù, và chúng ta nên bỏ qua, và chúng ta không nên nuôi dưỡng, nó sẽ nguy hiểm và nó sẽ khổ đau vô cùng ở kiếp hiện tại này cũng như ở kiếp lai sinh. Và kính bạch thượng tọa, đây là con có sự trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc, kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trưởng thì tôi tự quyền. Đại đức Nguyên Thông, Đại đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu được, thỉnh Đại đức Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 4. Đại Nguyên Thông, tại sao con người chúng ta thường dễ khởi tâm từ tâm bi, nhất là tâm bi đối với những người đang khổ? Nhưng mà khi người ta hết khổ rồi, khi người ta thành công hạnh phúc thì mình hãy ganh tị nhiều hơn là mình có tâm từ bi. Xin thỉnh Đại đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trung lĩnh sư phụ có thảo luận cái câu thảo luận số 4, hỏi rằng tại sao con người có thể dễ phát tâm từ bi đối với người đau khổ thất bại, nhưng khó tùy hỷ đối với những người thành công hạnh phúc. Kính thưa sư phụ, cái điều này thì cũng có thể có đối với một số người chưa hề tu hành, và một số người giàu chưa hề tu hành thì cũng có thể là có được những cái sự nhạy bén, hay là có cái tâm tùy hỷ đối với những người thành công. Nhưng mà đối với những người mà cái tu hành, thưa sư phụ, thì nếu như người tu hành hiểu biết rằng một cái tâm tùy hỷ đối với cái điều tốt đẹp thì sẽ mang lại cho hạnh phúc cho chúng ta, mà nếu mà mình có một cái tâm sân hận thì cái đó là một cái ác bất thiện pháp. Thì cái người tu hành thì biết là không nên giữ những cái ác bất thiện pháp trong tâm, bởi vì người tu hành biết rằng Đức Phật giảng dạy rằng cái chê ta ná là cái tư tâm sở, là cái tâm suy nghĩ của mình đó, thì chính là cái nghiệp. Thì mình không bao giờ để một cái ác bất thiện pháp trong tâm của mình. Ngài nói rằng nếu mà khi mà một cái ác bất thiện pháp mà có nằm trong tâm mình, mà khi thân quậy mạng chung thì mình đi thẳng vào địa ngục. Vì vậy cho nên cái người tu hành thì không nên bao giờ để một cái ác bất thiện pháp đối với một cái chúng sanh nào trong tâm của mình. Thì nếu mà như vậy thì mình là một người vô trí, không có cái trí tuệ. Cái người có trí tuệ nghĩa là tâm ngực một cái người chúng ta hiện đang là một chúng sanh vô minh, mà nhờ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình muốn bỏ đi những cái tâm vô minh, tâm hạ liệt đó để trở thành bậc thánh, thì làm sao mà còn để cái tâm mà ác bất thiện pháp mà hiềm hận hay là thù hằn một chúng sanh nào được. Vì vậy cho nên cái điều này nó có thể xảy ra đối với những người chưa hề hiểu giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách toàn vẹn, một cách rõ ràng. Nếu mà hiểu được giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách toàn vẹn, một cách rõ ràng thì chúng ta không bao giờ có một hại tâm, sân tâm và si tâm ở trong thân cái tâm của chúng ta, kính thưa sư phụ. Vì vậy cho nên nếu mình hỏi là tại sao con người có thể dễ phát tâm từ bi đối với người đau khổ và thất bại nhưng khó tùy hỷ đối với người thành công hạnh phúc, thì đó là những người thường nhân, những người ngu si. Còn nếu những người mà có cái thiện tâm thì họ đương nhiên là đối với cái những người mà đau khổ thất bại thì mình có tâm từ bi, còn những người mà thành công thì mình muốn cho hành cái thành công của họ càng sáng chói hơn, hạnh phúc hơn. Vì vậy cho nên con nghĩ rằng tất cả chúng sanh, tất cả chư vị Phật tử và chư vị tu sĩ có mặt trong đạo tràng này đã hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì mình chỉ có tâm từ bi đối với người đau khổ thất bại, và mình có thể tùy hỷ đối với mình có thể là đối với những người thành công thì mình có thể tùy hỷ đối với người thành công, chứ không có ganh đua, không có hiềm hận, không có ganh tị,
Vì đó là cái thái độ đúng đắn của một người tu hành. Kính thưa sư phụ, đó là những ý nghĩ của con. Con xin trình bày như vậy và con trở xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Sao thú kính trình đại đức quý thật. Xin hỏi một lần nữa, thư tập tài quyền, thư tập có mặt ở trước máy và nghe được không? Có lẽ thư tập tài quyền không nghe được. Ông già thấy thư tập tài quyền đưa tay rồi. Thư tập tài quyền, đa số chúng ta tu tập á, thì chỉ nghĩ là mình làm sao chuyện mình tu thôi. Nhưng mà rõ ràng là cái quan hệ của chúng ta, cái nhìn của chúng ta đối với chúng sanh khác ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Và ở trong bài học này có đề cập đến tứ phương lượng tâm. Thì như vậy chúng ta là người tu có nên đặt lại vấn đề là cái nhìn của chúng ta đối với muôn loài chúng sanh như thế nào, đối với thai nhân như thế nào. Cái đó nó cũng là một điều quan trọng trong cuộc sống tu hành phải không? Kính thỉnh Thượng Tọa Tuyên Nguyên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Quang Hỷ. Còn tôi nói là dùm con một chút xíu, bởi vì mà vừa lúc Thượng Tọa vừa nói thì con điện thoại tới cái con bị phân tâm, cái con quên ngay, con tắt rồi, không có kịp. Chắc có lẽ là tôi chắc đẳng có việc rồi. Nếu mà dạ một phần, con cảm ơn Thượng Tọa. Phải chăng cái nhìn của chúng ta. Phải chăng cái nhìn của chúng ta đối với người khác có ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập? Cái điều này phải nói rằng là chúng sinh sống ở cái cõi giới đặc biệt và đặc biệt ở cái cõi dục này. Khi chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng, khi chúng ta sinh hoạt thì mọi cái vai trò xung quanh của chúng ta là một yếu tố rất lớn. Nó làm cái tác động thấy nghe ngửi nếm đụng mà. Nó rất là ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập của chúng ta. Mà điều đó bởi vì như đã nói, tức là ở cái đời sống này thì với chúng ta thì chúng ta nhớ luôn, chẳng hạn như bây giờ cái lục căn, nói chung tất cả mọi thứ nó đều là một cái vai trò mà tất cả chúng ta khi nhìn thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng, nó làm ảnh hưởng. Nếu như chúng ta không có một cái sự thu thúc, chúng ta không có một cái sự hay là chúng ta chẳng hạn như bây giờ khởi lên một cái từ tâm, khởi lên một cái bi tâm, khởi lên một cái sự xả bỏ, hay khởi lên một cái sự không cố chấp, thì đây là một điều mà chúng ta cần phải có sự tu tập. Bởi vì hiện thân của chúng ta, tức là cái thân ngũ uẩn này, mở cõi dục nữa, thì tất cả mọi thứ nó đều là một cái án xứ, nó đều là một cái, có thể nói là một cái pháp tu cho tất cả chúng ta, để chúng ta biết là chúng ta nó có cái sự quan trọng như thế nào ở trong cái cuộc sống này. Cho nên vì vậy, nếu hiểu biết được, nắm bắt được thì cái thứ việc là hết sức tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta không có cái cực, bởi vì cái nhìn của một người khác, còn cái khách quan, đối với mọi người xung quanh là một yếu tố tác động, hay là mỗi cái cảnh xung quanh chúng ta là một yếu tố tác động,
Mà chúng ta khéo tu hay không khéo tu nằm ở chỗ này. Nhưng thường thì chúng ta thấy, thí dụ như chúng ta thấy, nhờ thấy các hình bóng của Chư Tôn Đức Tăng, hay là nhờ thấy hình bóng của Phật, nhờ thấy hình bóng của người ấy tu, nhờ thấy hình bóng của người ấy tinh tấn tu tập, nhờ thấy hình bóng của vị ấy có cái sự tốt đẹp, thì chúng ta sẽ dễ bước theo. Cũng như sự thật ra, nếu như mà chúng ta những cái hình ảnh ảnh xấu, mà nếu như tâm của chúng ta không có tu, thì chúng ta cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng xấu. Hay chúng ta luôn luôn đi xem xét, hay là đi móc bới cái chuyện của người, chứ chúng ta không đi thấy cái chuyện của mình. Thường thường thì chúng ta ít có một cái vai trò tích cực. Tích cực ở đây có nghĩa là điều gì tốt của người thì chúng ta học lấy, mà điều gì xấu của người chúng ta bỏ qua. Chúng ta lại không có một cái trạng thái này, mà chúng ta lại là bị một cái ảnh hưởng, tức là chuyện mình thì quán, mà chuyện người thì sáng. Hay là chúng ta không có biết kiểm soát, không có biết tu tập, không có biết lo lắng cho chính mình, mà lại đi tám, đi chín cái chuyện của người. Hay ngay cả là thí dụ như là không có biết rằng tất cả chúng sinh, sự hiện hữu của tất cả, dầu hoặc đi xem thường người khác, đi có cái chuyện gì đó thì chúng ta lại có một cái sự bàn tán, cái sự ta thán, cái sự trách móc người khác như thế này, người khác như thế kia. Cho nên đây là một điều mà nó hết sức là rộng. Khi chúng ta thấy người khác làm một cái việc ác, chúng ta thấy thương người ta hơn là chúng ta phải hùa theo mà để ghét người ta. Hay là cái điều gì mà lỗi của người, cái điều gì mà không đúng của người, nếu là một người tu, chúng ta không có phải là chê trách hay là mắng nhiếc hay là xem thường người ta, mà chúng ta luôn luôn tự quán nội chiếu với mình. Nếu như chính mình đứng vào hoàn cảnh đó, liệu mình có vượt qua không? Nếu đứng mình vào hoàn cảnh đó, mình có thể tu tập được tốt, mình có thể làm ít hơn người ta hay không, hay là còn lỗi lầm hơn nữa, thì thôi, coi như là chúng sinh do phàm phu, do vô minh nó chi phối, nó che khuất như vậy, mà chúng ta phải biết tránh né, chúng ta phải biết tự giữ mình để vượt qua, hơn là để dầu bỏ đổ bìm leo, hay hoặc là để chúng ta nghĩ rằng người ta đã xa cơ, đã thất thế, hay là người ta bị những cái buồn đau gì đó, chúng ta trách cứ tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Không có chuyện tại sao, mà do vô minh, làm nhân vô minh, làm duyên tham ái, làm nhân làm duyên mà chúng sinh gây ác. Mình nghĩ như vậy mà để chúng ta sáng suốt hơn, cũng như nhìn lại mình, đừng có nhìn người khác mà phải sôi rỗi nơi chính mình. Và thường thì chúng ta có một cái bệnh, tức là bệnh chung, chứ bệnh nhiều chuyện. Và cái bệnh mà nghi ngờ, cái bệnh mà thắc mắc, cái bệnh mà nó luôn luôn có một cái câu thúc của chúng ta, mà như vậy thì cũng chẳng có tốt đẹp gì cho mình cả. Cho nên vì vậy, cái đối với chúng ta, cái ngoại cảnh đó, nó là một yếu tố rất lớn ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập của chính mình. Mà là một người tu thì chúng ta nên khéo dẫn, khéo chỉnh, khéo điều phục, khéo thu thúc và khéo dạy tâm của mình, cũng như là mình hãy nhớ về mình nhiều hơn là ngó về người. Mình hãy biết về mình hơn là biết về người, để mình khỏi phải bị đau khổ. Và chúng ta đường sanh tử thì hồn ai nấy giữ, ông tu ông đắc, bà tu thì bà đắc thôi. Còn tất cả chúng sinh nó do cái nghiệp duyên riêng riêng của mỗi người, chả có ai giống ai hết, chả có ai đồng đẳng với ai cả, mà nghiệp nó là cái riêng của mọi người. Thì khi chúng ta khởi lên nhiều cái tâm tư và nhiều cái duy lý như vậy, thì tất cả sẽ được cái sự an lạc. Bằng ngược lại thì chúng ta hết sức là nguy hiểm, hết sức là trở ngại ở trong cuộc đời này.
Dạ xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có đi gì cần bố túc tôi cung kính cung tỉnh thượng tọa, cung kính cung tỉnh thượng tọa quay trở lại Nam Mô Bổn Thầy á. Sa thủ kính trình thượng tọa tự nguyện. Thưa quý vị, chúng tôi xin muốn nói hai cái điều, hai pháp nói về vô tướng tâm giải thoát và cái đoạn trừ mạng trì miên. Thì thật ra cái vô tướng tâm giải thoát ở trong ngôn ngữ của ngày hôm nay chúng ta nói rằng cái tính tương đối của mọi vật. Chúng ta thường có quan điểm rằng nó phải thế này hay là phải thế kia, tuyệt đối phải thế này, tuyệt đối phải thế kia, như thế này mới là đẹp, như thế kia mới là không đẹp, như thế này mới kia hay, thế kia cũng hay. Thật ra những quan điểm mà có tác dụng tuyệt đối như vậy đó, nó đều sai hết. Tại vì nó đẹp với người này, không đẹp với người khác, nó tốt với người này, không tốt với người khác. Thật ra cái tính tương đối đó, khi chúng ta chấp nhận tính tương đối là chúng ta không có chấp thủ vào một cái điểm nào đó mà hoàn toàn tuyệt đối. Đó là rất là quan trọng. Và cái thứ hai đó, chúng ta gọi là ở trong cái mạng tùy miên có cái gọi là cái ngã chấp. Ngã chấp ở đây đây đó là luôn luôn tôi là, tôi sẽ, tôi thế này, tôi thế kia. Thì cái liên hệ đến ngã chấp đó, nó tạo nên cái mạng tùy miên. Và cho đến khi nào mình sống, mình làm việc, ở trong tiếng Anh có câu gọi là self-identity. Self-identity tức là cái mình tự nhận là mình là thế này, mình tự nhận mình thế kia. Nhưng mà kỳ thật cái tự nhận đó nó có cách, nó mơ hồ lắm, nó không có căn bản cơ sở. Thế nên chúng ta phải cẩn thận. Hai pháp cuối cùng, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Bồ Đề Tâm Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư ông đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện.